Xin chuyển sang thông tin khác. Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội xác nhận sáng ngày 24 tháng 5 đã có 14 người tử vong, 3 người bị thương đang được cấp cứu trong vụ cháy nhà ở ngõ 119 Trung Kính, phường Trung Hòa. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng ngày 24 tháng 5 tại ngôi nhà 5 tầng cho thuê trọ trong ngõ 119 Trung Kính. Căn nhà bị cháy có vợ chồng chủ nhà và nhiều người thuê trọ ở các tầng trên trong 12 phòng. Đấy là tầm 0 giờ 45 là em nghe tiếng hô cháy, em đang đứng ngay cửa nhà thì em nghe tiếng hô cháy. Có mỗi một người hô nên là nó hơi bé. Nhưng mà em chạy ra thì nghe cô ấy bảo là xin bình cứu hỏa tại vì cháy nhà vào trong kia, thì bạn em vào giật cái bình cứu hỏa để chạy ra dập lửa. Bạn ấy xịt hết 2 bình với lại là mọi người cũng xịt tầm hơn 10 bình nhưng mà nó không đáng kể lắm. Tầm 0 giờ 56 thì bên cứu hỏa đến và ngõ không vào được nên là bọn em chạy ra ngoài ngõ 110 để dẫn mọi người vào. Thế lại để nối dây các thứ thì 1 giờ 5 thì nước mới bắt đầu vào, xong khoảng 1 rưỡi 2 giờ kém là cứu được 1-2 người gì đấy là còn chạy được, còn khỏe, còn chạy được là đi ra ngoài. Mọi người cũng khá hoảng loạn. Khi nhà bị cháy, chủ nhà với sự giúp sức của người dân đã phá cửa sổ tầng 2 để thoát ra ngoài. Có 4 người đã thoát ra khỏi đám cháy. Khoảng 0 giờ 52 phút, lực lượng công an đã tiếp cận được hiện trường đám cháy. Tuy nhiên lúc này, đám cháy đã lan mạnh, thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân. Khói và khí độc bao trùm toàn bộ căn nhà. Sau khi phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ, lực lượng chức năng đã cứu được 7 người mắc kẹt, trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Bước đầu các lực lượng phát hiện 14 người tử vong. 3 người bị thương nặng, gồm bà NTK 84 tuổi, NTX 30 tuổi và NTK 35 tuổi đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Trong đó, cụ bà bị nặng hơn, được chuyển lên khoa hồi sức tích cực. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.